học đạo, phàm gặp các thứ chẳng như ý, chỉ nên dùng đạo để hiểu. Cảnh nghịch xảy đến bèn vui lòng chịu, dù có gặp phải những sự nguy hiểm gì, lúc ấy cũng chẳng đến nỗi kinh hoàng, thất chí, làm điều thất thố. Chuyện đã qua hãy để cho nó qua như giấc mộng đêm trước, sao còn ủ mãi trong lòng đến nỗi thành bệnh hoảng hốt. Ông đã muốn tu hành, phải biết hết thảy cảnh duyên đều do túc nghiệp cảm dời. Lại phải nên biết, chí thành niệm Phật sẽ chuyển được nghiệp. Chúng ta chẳng làm chuyện thương thiên tổn đức thì sợ cái gì chứ? Người niệm Phật thiện thần hộ hữu, bảo vệ giáng phước, ác quỷ tránh xa, sợ cái gì cơ chứ? Nếu ông cứ sợ mãi, sẽ bị vướng ma sợ rồi oán gia trong vô lượng kiếp, thừa dịp tâm ông hoảng sợ đến dọa nạt ông, khiến ông mất trí quá cuồng để báo oán xưa. Chớ có nói, nếu tôi còn niệm Phật chỉ sợ thình lình sẽ bị như thế. Chẳng biết rằng toàn thể chánh niệm của ông đã quy vào nỗi sợ, nên khí phần xa cách Phật, tương thông với ma, chẳng phải Phật không thiên. Do tâm ông đã mất chánh niệm nên đến nỗi niệm Phật chẳng được lợi ích toàn phần vậy. Chỉ mong ông thấy chữ viết của quan, bèn quyết liệt gột bỏ tâm trước. Ông chỉ một chồng một vợ còn lo nỗi gì? Dẫu cho nghiệp chướng hiện tiền, sợ gì chẳng tiêu diệt được nó? Chỉ vì chẳng sợ nên giữ được chánh niệm, thành ra làm việc gì cũng đích đáng, chân thần ổn định nên tà chẳng thể xâm. Nếu không, do tà chiêu tà, túc oán đổ tới, gặp sự không làm chủ được, hành động hoàn toàn thất thố, chẳng đáng buồn ư? Tôi nay vì ông tính kế, hãy nên buông bỏ hoài bão, chẳng nên toan tính hết thảy mọi việc, chẳng nên đảm đương lo lắng mọi việc, chỉ sợ hành vi có tỳ vết, chẳng sợ họa hoạn quỷ thần. Nếu bệnh khổ đến hồi kịch liệt chẳng chịu đựng nổi, thì ngoài việc sáng chiều niệm Phật hồi hướng ra, hãy chuyên tâm dốc chí niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát hiện thân trong sát na, tầm thinh cứu khổ. Người gặp cơn nguy cấp, nếu có thể trì tụng lễ bái Ngài thì không ai là chẳng được cảm ứng rủ lòng từ gia hộ, khiến thoát khổ não hưởng yên vui vậy. Thầy thuốc dù giỏi cũng chỉ trị được bệnh, không trị được nghiệp. Như Tử Trọng ruột bị loét nặng, thầy thuốc bảo không giải phẫu không xong. Bà thím tư của ông chẳng đành lòng nên chẳng chữa, cùng Đức Chương liều mạng niệm Phật, niệm kinh Kim Cang. Năm ngày khỏi bệnh. Bệnh này đáng kể là cực nặng, cực nguy hiểm, nhưng chẳng chữa, sau năm ngày liền lành. Bệnh điên của Tử Tường thuộc về túc nghiệp. Bà thím tư của ông do chí thành lễ tụng, nửa năm liền khỏi. Cha ông đã quy y Phật Pháp, lẽ ra nên tin lời Phật, chẳng nên tin theo thầy thuốc Tây, phải đến bệnh viện của họ để chữa. Nếu như hết thảy bệnh đều phải được thầy thuốc trị mới lành, không thầy thuốc chẳng xong, thì từ thời cổ, hoàng đế và những kẻ phú quý lẽ ra vĩnh viễn không bệnh tật, cũng vĩnh viễn chẳng bị tử vong. Thế nhưng kẻ bần tiện vừa ít bệnh vừa sống lâu, người phú quý lắm bệnh lại thường đoản thọ. Đó là vì cớ gì? Một là do mình tự tạo thành bệnh, hai là thầy thuốc gây ra bệnh. Do hai công năng tạo tác này, muốn thoát bệnh khổ có được hay chăng? Mong ông thưa cho cha hiểu, bất tất phải lên Thượng Hải tìm thầy thuốc Tây, cứ ở nhà cầu nơi Đại Y Dương A Di Đà Phật. Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ tự có thể chẳng cần đến thuốc mà lành bệnh. Cầu thầy thuốc Tây chỉ hy vọng chừng một nửa, cầu Đại Y Dương may ra thân thể sẽ được mạnh, mà dù thân thể chưa khỏe lại, thần thức chắc chắn thấy thư thái. Nếu sai lầm muốn được mạnh liền, bỏ hết những giới đã trì khi trước, thật chẳng khác nào rạch thịt để tự bị thương, chỉ tổn hại không ít gì. Khi Tây Y chưa truyền vào Trung Quốc, Trung Quốc có bệnh gì cũng chẳng trị được ư? Bởi vậy nên buông vọng tưởng xuống, đề khởi chánh niệm sẽ cảm ứng đạo giao, tự có thể lành bệnh hoàn toàn. Nghiệp chướng nặng, tham sân mạnh mẽ, thân yếu đuối, tâm khiếp nhược, thì chỉ nên nhất tâm niệm Phật, lâu ngày các bệnh sẽ tự lành. Phẩm Phổ Môn nói, nếu có chúng sanh nhiều dâm dục, nóng giận, ngu si, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ xa lìa được những sự ấy. Niệm Phật cũng thế,
chỉ nên tận tâm kiệt lực, chẳng hề ngờ vực thì không cầu cũng được. Mỗi ngày, ngoại trừ lúc phải làm mọi việc thuộc bổn phận mình ra, hãy chuyên tâm niệm danh hiệu Phật, sáng tối trước Phật, kiệt thành tận kính, khẩn thiết sám hối túc nghiệp từ vô thủy. Lâu ngày như thế sẽ có lợi ích chẳng thể nghĩ bàn mà chẳng hay chẳng biết. Kinh Pháp Hoa dạy, nếu có chúng sinh nhiều lòng dâm dục, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được ly dục. Giới sân hận ngu si cũng thế. Như vậy thì chí thành niệm thánh hiệu A-di-đà, Quán Âm, ba thứ hoặc tham sân si sẽ tự tiêu diệt. Hơn nữa, nay đang lúc cõi đời hoạn nạn, ngoài việc niệm Phật ra nên niệm thêm thánh hiệu Quán Âm. Trong âm thầm sẽ có sự chuyển biến chẳng thể nghĩ bàn. Kẻo đến lúc tốt nghiệp bất chợt hiện đến, không cách chi tránh thoát. Quán Thế Âm Bồ Tát trong kiếp quá khứ đã thành Phật từ lâu, hiệu là Chánh Pháp Minh. Chỉ vì lòng từ bi thiết tha, dù an trụ trong cõi thường tịch quan, vẫn hiện thân trong ba cõi thật báo, phương tiện, đồng cư. Tuy là thường hiện thân Phật, Ngài cũng còn hiện đủ các thân Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác và thân trời, người sáu nẻo. Tuy Ngài thường hầu Di Đà nhưng hiện thân khắp trong mười phương vô tận pháp giới. Đó là hễ chỉ có lợi ích thì không điều gì Ngài chẳng vận dụng. Nên dùng thân nào để độ được, Ngài liền hiện thân đó để thuyết pháp cho người đáng độ. Phổ Đà Sơn là chỗ Bồ Tát ứng tích. Muốn cho chúng sinh có nơi để gieo lòng thành, nên Bồ Tát thị hiện ứng tính nơi núi đó. Nào phải Bồ Tát chỉ ngự trong núi Phổ Đà, chẳng ở nơi nào khác đâu. Một dần trăng dằn vặt giữa trời, nhưng dạng con sông in bóng, dù nhỏ như một chước, một giọt nước, nơi nơi đều hiện toàn bộ khuôn trăng. Nếu nước vừa đục vừa sao động, trăng chẳng thể hiện phân minh. Tâm chúng sinh như nước, nếu nhất tâm chuyên niệm Bồ Tát, Bồ Tát liền ngay trong niệm ấy sẽ ngầm hoặc hiển nhiên gia hộ, khiến người niệm được lợi ích. Nếu tâm chẳng chí thành, chẳng chuyên nhất thì cũng khó cứu hộ. Nghĩa này rất sâu, hãy nên đọc bài Thạch Ấn Phổ Đà Sơn Chí Tự, bài tựa cho bản in thạch lithography cuốn Phổ Đà Sơn Chí trong Ấn Quang Văn Sao sẽ biết. Ngài có tên là Quán Thế Âm vì khi tu nhân, Ngài do quán và nghe nơi tánh mà chứng viên thông. Và lúc đã đắc quả, Ngài xem xét âm thanh, xưng danh hiệu Ngài để ban cho sự cứu giúp. Vì thế Ngài tên là Quán Thế Âm. Phổ Môn là đạo Bồ Tát rộng lớn không ngần mé, tùy thuận khắp căn tánh của hết thảy chúng sinh, khiến cho họ biết đường về nhà, chẳng lập riêng một môn nào. Chẳng hạn như trong đời có ngàn căn bệnh thì cũng phải có dạng loại thuốc, chẳng thể chấp chặt vào một pháp nào. Tùy theo họ mê nơi đâu và chỗ nào họ dễ ngộ mà Bồ Tát chỉ điểm cho. Như sáu căn sáu trần bảy đại, pháp nào cũng có thể dùng để chứng viên thông. Vì thế bất cứ pháp nào cũng là cửa để ra khỏi sinh tử, thành chánh giác. Vì thế gọi là Phổ Môn. Nếu Bồ Tát chỉ ở Nam Hải thì chẳng đáng gọi là Phổ được. Ba là luận về việc gìn lòng lập phẩm. Nếu cảnh ngộ chẳng tốt lành thì hãy nên nghĩ đến việc lùi một bước. Hãy thử nghĩ trong đời, người hơn ta cố nhiên là nhiều, người thua ta cũng chẳng phải ít. Chỉ mong chẳng đói chẳng lạnh, mong chi đại phú đại quý, vui theo thiên mệnh, an vui với hoàn cảnh. Như vậy còn có thể chuyển phiền não thành bồ đề, huống hồ là chẳng chuyển nỗi ưu khổ thành an lạc sao? Nếu tật bệnh triền miên thì nên đau đáu nghĩ thân là gốc khổ, sinh cực, chán lìa, tận lực tu tịnh nghiệp, thề cầu giảng sinh. Chư Phật lấy khổ làm thầy, đạt thành Phật đạo. Chúng ta nên lấy bệnh làm thuốc, mau cầu xuất ly. Phải biết rằng phàm phu đầy dẫy triền phược, nếu không có các nỗi khổ như bần cùng, tật bệnh, vân vân, sẽ suốt ngày rong ruổi trong trường thanh sắc danh lợi chẳng hề thỏa. Trong lúc hiển hách, đắc ý, ai chịu quay đầu tưởng đến lúc chìm đắm mai sau? Mạnh Tử nói,
Trời muốn giao trách nhiệm lớn cho ai thì trước đó sẽ khiến người đó tâm trí khổ sở, gân xương mỏi mệt, thân thể đói khát, thân thể trống trải, nhiễu loạn hành vi của họ, ngõ hầu tâm họ khởi tánh nhẫn, tăng trưởng khả năng làm được những điều mình chưa làm được. Do đó, ta biết rằng những người được trời thành tựu phần nhiều gặp nghịch cảnh, con người chỉ nên thuận theo mạng trời nhận lãnh nghịch cảnh. Cái trách nhiệm lớn mà Mạnh Tử đã nói đó chỉ là tước vị trong thế gian mà còn phải lo buồn vất vả như thế mới khỏi phụ lòng trời. Huống chi bọn ta là phàm phu sát đất. Muốn trên tiếp nối đạo giác của đấng Pháp Dương, dưới giáo hóa pháp giới hữu tình, nếu chẳng bị nghèo đói thử thách đôi chút thì phàm hoặc ngày thêm lừng lẫy. Tịnh nghiệp khó thành, mê muội bổn tâm, vĩnh viễn chìm đắm trong ác đạo đến tận đời vị lai, không thời gian nào mong thoát khỏi được. Cổ đức nói: bất kinh nhất phiên hàng triệt cốt, tranh đắc mai qua phát tị hương. Có nghĩa là chẳng trải một phen lạnh thấu xương, dễ đâu qua mai thơm ngát mũi. Chính là nói về ý này vậy. Chỉ nên chí tâm niệm Phật để tiêu nghiệp cũ, trọn chẳng nên khởi tâm phiền bực, oán trời trách người, bảo là nhân quả hư huyễn, Phật pháp chẳng thiên. Ông Cừ Bá Ngọc đến tuổi 50 biết 49 năm trước là sai trái. Khổng Tử tuổi chừng 70 còn mong trời cho sống thêm vài năm nữa để học, hầu khỏi mắc lỗi lớn. Thánh hiền học hỏi không vị nào là chẳng mong muốn hiểu đến chỗ rốt ráo. Các nho gia cận đại chỉ học từ chương, chẳng bận tâm đến chánh tâm thành ý. Tuy suốt ngày đọc sách, trọn chẳng biết ý lưu lại sách vở để răng đời của thánh hiền. Nếu lời nói hành vi của mình đem đo với lời nói hành vi của thánh hiền mà sáng tối chẳng hợp nhau, tròn vuông chẳng khớp nhau, chẳng nên gấp suy xét tới từng điểm sai biệt ẩn kín nhỏ nhặt ư? Kinh Phật dạy người ta thường hành sám hối, ngõ hầu đoạn sạch vô minh, viên thành Phật đạo. Dù địa vị đến bậc đẳng giác như Di Lạc Bồ Tát, vẫn trong 12 thời lễ thập phương chư Phật để mong hết sạch vô minh, viên chứng pháp thân. Huống những kẻ kém hơn ngài chẳng học theo vậy ư? Kẻ phàm phu sát đất khắp thân là nghiệp lực, chẳng sinh hổ thẹn, chẳng tu sám hối, dù nhất niệm tâm tánh bình đẳng với Phật, nhưng do phiền não ác nghiệp ngăn lấp nguồn tâm chẳng thể hiển hiện được. Đối với việc dứt ác làm lành dựa trên thực tế mà suy xét thì không gì hay bằng công quá cách. Nhưng nếu tâm chẳng thành kính, dù suốt ngày ghi công chép lỗi cũng chỉ là hư danh. Ở nơi đây chưa có sách công quá cách, nhưng theo tôi thấy chỉ nên chú trọng lòng thành, giữ lòng kính trong suốt 12 thời, chẳng có một niệm hời hợt, một tướng lười nhác sao nhãng. Đối xử với thế nhân chỉ giữ lòng trung thứ, trung hậu và khoan dung, thì tự nhiên trong hết thảy lúc, hết thảy chỗ, ác niệm chẳng thể khởi từ đâu được. Giả như do túc tập sai khiến, ngẫu nhiên ác niệm phát sinh, vì luôn ôm ấp lòng thành kính, trung thứ, sẽ tự có thể hễ niệm khởi liền nhận biết ngay. Hễ đã giác thì ác niệm liền không, quyết chẳng đến nỗi để nó tăng trưởng, khiến cả ba nghiệp phải xuôi theo. Sở dĩ kẻ tiểu nhân dối làm lành chứ thật sự là làm ác, là do nghĩ rằng người khác chẳng biết tới. Họ chẳng hiểu rằng người chẳng biết họ chỉ là những bậc phàm phu trong thế gian mà thôi. Nếu là bậc thánh nhân đắc đạo, cố nhiên sẽ biết họ tường tận. Thiên địa quỷ thần dù chưa đắc đạo, nhưng do được báo tha tâm thông nên cũng sẽ biết họ tường tận. Huống hồ là thanh văn duyên giác Bồ Tát chư Phật, tha tâm đạo nhãn của các vị ấy thấy trọn tam thế như nhìn vật đang đặt trong lòng bàn tay. Muốn không ai biết thì chỉ có mình không biết mới được mà thôi. Nếu chính mình đã biết thì tất nhiên thiên địa quỷ thần Phật Bồ Tát vân vân không gì nào là chẳng biết chẳng thấy cả. Nếu biết nghĩa này, dù ở trong phòng tối nhà kín cũng chẳng dám làm biếng sao nhãng. Dù ở nơi người khác không biết đến vẫn chẳng dám manh nha làm ác, bởi thiên địa quỷ thần chư Phật Bồ Tát đều biết. Nếu chẳng biết hổ thẹn nhưng hiểu được nghĩa này rồi thì cũng sẽ hổ thẹn không cùng vậy, huống hồ là người chân thật tu hành ư?
Vì thế, muốn ít phạm lỗi thì phải bắt đầu từ chỗ sợ thánh phàm cũng biết, cũng thấy. Xem gương tiên triết ăn canh, nhìn tường, dù ở một mình hành vi chẳng cẩu thả, chẳng thẹn với bóng áo, vẫn còn là cách nói thiển cận ước theo sự thấy biết của thế gian đó thôi. Thật ra bản thể tâm ta cùng bản thể mười phương pháp giới tương hợp khít khao. Do ta mê nên sự thấy biết bị hạn cuộc trong một thân. Mười phương pháp giới thánh nhân triệt chứng pháp giới tạng tâm sẵn có trong tự tâm, nên hết thảy hữu tình trong pháp giới khởi tâm động niệm, các ngài đều hay biết cả. Vì sao thế? Do cùng bẩm thọ chân như, tự tha chẳng hại vậy. Nếu biết nghĩa này thì sẽ tự sợ hãi kiên dè giữ lòng thành kính. Thoạt đầu phải gắng sức dứt vọng, lâu ngày vọng sẽ chẳng khởi được nữa. Việc giảm thiểu lầm lỗi thật sự là công phu thiết yếu của cả Nho lẫn Phật. Ông Cừ Bá Ngọc đến năm 50 tuổi, thấy cả 49 năm trước mình đều sai trái. Nếu ai nói muốn bớt lỗi nhưng chưa làm được, thì nên biết là phải thật sự dụng công nơi ý, chứ chẳng phải hễ thân khẩu vừa phát động liền có lỗi đâu. Tại gia cư sĩ hàng ngày cùng người cư xử phải luôn đề phòng trong mỗi khắc. Nếu không, chẳng những ý nghiệp không tịnh mà thân khẩu cũng thành ra ô uế bất tịnh. Muốn cả mình lẫn người cùng được lợi thì không gì bằng lấy những hành vi của vị danh nhân đã nói ở trên, tức Cừ Bá Ngọc, làm khuôn phép gương mẫu vậy. Muốn học theo Phật, tổ liễu sinh tử thì phải bắt đầu từ việc hổ thẹn, sám hối, dứt ác, tu thiện, an chay, tự răn nhắc, ý thật, chân thành, thiết tha. Phải thật sự tu tập, tận lực thực hành, nếu không chỉ trở thành vọng ngữ trong các thứ hư dối. Biết chẳng khó, làm được mới khó. Mấy kẻ thông minh trong thế gian đều chỉ nói được nhưng không làm được. Trọn một đời này uổng công vào núi báo, trở về tay không. Đáng xót, đáng tiếc thay, đáng xót, đáng tiếc thay. Phàm phu còn mê, tính tâm bất định, vì thế có tật lắm phen tin rồi lại ngờ, lắm phen đã tu rồi lại tạo nghiệp. Cũng là do người dạy ban đầu không hiểu đạo đến nơi đến chốn. Nếu lúc ban đầu chỉ từ nhân quả thiển cận mà khởi sự, sẽ chẳng đến nỗi bị điên đảo mê hoặc như thế. Đối với những tội cũ, dù rất sâu nặng, hãy nên chí tâm sám hối, sửa đổi thoái xưa, tu tập từ nay, dùng chánh tri kiến tu tập tịnh nghiệp. Dốc chí tự lợi, lợi tha thì tội chướng như sương tiêu tan, bầu trời chân tánh sáng rạng. Vì thế kinh nói, thế gian có hai hạng người mạnh mẽ, một là người chẳng tạo tội, hai là đã tạo tội rồi lại có thể sám hối. Một chữ hối phải từ tâm khởi. Tâm chẳng thật sám hối, có nói gì cũng vô ích, ví như chỉ đọc toa thuốc chứ chẳng uống thuốc, nhất định chẳng hy vọng gì lành bệnh được. Còn nếu theo toa uống thuốc sẽ tự được lành bệnh thân an. Điều đáng ngại là lập chí chẳng vững, một nóng mười lạnh thì chỉ uổng mang hư danh, không mấy may lợi ích thật sự. Cảnh không tự tánh, tổn hại hay lợi ích toàn do người. Ba nghiệp bốn oai nghi, đi đứng nằm ngồi, thường giữ như tứ vật bốn điều đừng của Nhan Uyên ngũ giới thập thiện, khác gì tam tỉnh, ba điều tự cảnh tỉnh của tăng tử. Trong nhà tối tuy không ai thấy nhưng thiên địa quỷ thần đều biết. Niệm mới manh nha nhưng tội phước ẩn nhiệm, đã rạch ròi như trời với vực. Nếu thường tu tỉnh được như thế thì tất cả hành động đều là thiện, ác chẳng sinh từ đâu được. Đây chính là quy mô sâu rộng của chánh tâm thành ý. Chớ nói là nhà Phật phiền toái, chẳng giản dị nhanh tắc như Nho gia. Người niệm Phật đối với sự sự phải trung thứ, tâm tâm luôn đề phòng tội khiên, biết lỗi liền sửa, thấy điều nghĩa mạnh mẽ làm ngay thì mới hợp với Phật. Người như thế quyết định giảng sinh, nếu chẳng như thế là trái nghịch với Phật, quyết khó cảm thông. Kinh Pháp Hoa nói, tam giới không yên hệt như nhà cháy, các khổ đầy dẫy thật đáng kinh sợ. Vì thế để thành tựu con người, trời phải có khổ, có vui, có nghịch, có thuận, có phước, có họa, vốn chẳng nhất định.
Nhưng người trong hoàn cảnh ấy, nếu có cái nhìn thấu suốt, sẽ thấy không khổ, không vui, không nghịch, không thuận, không hòa, không phước. Vì thế quân tử vui biết mệnh trời, trên chẳng oán trời, dưới chẳng trách người, an vui trong hoàn cảnh, không lúc nào là chẳng tự tại tiêu dao. Vì thế họ chẳng phú quý mà hành như đang hưởng phú quý. Chữ hành ở đây hàm ý ung dung tự tại. Phú là cứu giúp khắp mọi người bần cùng, quý là tận tụy với vua, giúp đỡ với dân. Chẳng bần tiện mà hành như bần tiện. Nếu trong nhà không tiền của, thân chưa ra làm quan, thì thanh bần giữ khí tiết, chẳng dám làm bậy. Chẳng phải mọi rợ mà hành xử như mọi rợ. Ý nói, nếu vì lòng tận trung bị sàm tấu, bị vua biến truất ra miền xa, như các tỉnh Vân Nam, Quý Châu, Lưỡng Quảng, Quảng Đông, Quảng Tây, Hát Long Giang, vân vân, thì tâm bình khí hòa, trên chẳng oán vua, dưới chẳng hận người sàm tấu, tự coi mình giống như người dân đang sống tại những vùng ấy. Chẳng hoạn nạn mà hành như đang hoạn nạn. Nếu như chẳng những bị đày mà còn bị trừng phạt, nhẹ thì bị đánh đập, giam cầm, nặng thì bị chém đầu, phanh thây, hoặc đến nỗi diệt tộc, nhưng vẫn cứ chẳng oán vua, chẳng hận gian đảng. Nếu tự mình làm được như thế, khi gặp người giao dạ còn giữ được như thế, huống hồ khi trời giao dạ, há có nên oán hận chăng? Người như vậy thì người yêu mến, trời bảo vệ. Ngay trong đời này hoặc trong đời sau, hoặc con cháu người đó nhất định sẽ hưởng phước báo vô cùng xứng với đức ấy. Phàm là người bỏ lỗi theo lành và tu tịnh nghiệp, chỉ quý ở chỗ chân thành, tối kỵ giả dối, chẳng được ngoài mặt phô trương cái danh làm lành tu hành, trong lòng bất trung bất thứ. Ông Cừ Bá Ngọc năm 50 tuổi thấy 49 năm trước mình toàn làm quấy, có vậy mới mong thành thánh, thành hiền, học Phật học Tổ, là bậc danh giáo công thần, là con đích thực của Đức Như Lai. Vì thế tôi chẳng quan tâm đến kẻ tăng người tục, ấy là thành đạt hay cùng quẩn chi cả. Niệm Phật cầu sinh Tây Phương phải biết nhân hiểu quả. Hành vi nơi thân, ý niệm nơi tâm phải hợp với Phật. Nếu trái nghịch Phật, dù có niệm Phật cũng khó giảng sinh, vì chẳng cảm ứng đạo giao vậy. Nếu có thể sinh lòng hổ thẹn lớn lao, sửa lỗi như trừ ghẻ độc, lập chí như giữ bạch ngọc, thì dạng người chẳng sống một ai đều được giảng sinh cả. Nói về những quy luật phải giữ, ngoài việc an chay trường niệm Phật, là nói đến việc chăm chấm bên lòng hiếu thuận, thành kính giữ trọn vẹn luân thường, đừng làm các điều ác, dân làm các điều lành, tâm nghĩ niệm khởi chẳng hề tà vậy, khuất khúc và hư ngụy. Làm việc cho người phải tận hết trách nhiệm, gặp người hữu duyên khuyên họ nhập đạo. Các hành tướng như vậy chẳng cần phải thuật đủ, chỉ xem Ấn Quang Văn Sao và An Sĩ Toàn Thư sẽ tự biết. Phải biết rằng là đệ tử Phật, phàm làm gì phải vượt trội hơn hành vi thế tục, thì chính mình mới đạt được lợi ích chân thật, khiến cho người khác trông thấy làm lành theo. Nếu miệng nói tu hành, trong tâm chẳng lành, đối với cha mẹ, anh em và hết thảy người đời chẳng trọn hết bổn phận, thì người như thế gọi là ngụy thiện nhân. Nhân địa đã giả dối, làm sao đạt lợi ích thật sự? Cái học của Thánh Hiền đều bắt đầu từ cách vật trí tri, thành ý chánh tâm. Huống muốn liễu sinh thoát tử, siêu phàm nhập thánh lại chẳng như thế ư? Về ý nghĩa của cách vật trí tri, nên xem lời tựa bản in lại sách chú giảng tứ thư của Ngài Ngẫu Ích và lời tựa cuốn Liễu Phàm Tứ Quấn. Các việc ác và các điều thiện đều là dựa trên tâm địa mà luận, chứ chẳng phải chỉ nói về sự tướng mà thôi. Trong tâm đã chẳng khởi ác thì toàn thể là thiện, niệm ấy là Phật, công đức hơn hẳn người thường trăm ngàn vạn lần. Muốn cho cõi lòng chỉ thiện không ác, thì trong hết thảy lúc, hết thảy nơi, hãy nên giữ lòng thành kính như đối với trời Phật mới hồng đạt được. Nếu tâm mới vừa phóng túng, thì các ý niệm chẳng đúng pháp sẽ theo đó mà khởi. Niệm Phật phải khéo phát tâm, tâm làm chủ việc tu trì. Tâm nếu phù hợp với bốn hoằng thệ nguyện, thì niệm Phật một câu là một điều lành, công đức vô lượng, vô biên.
huống hồ là ba nghiệp thân khẩu ý luôn đặt nơi niệm Phật lợi sinh. Nếu tâm chỉ cầu tự lợi, chẳng mong lợi người, dù làm nhiều việc vẫn đạt được công đức vô ích. Huống hồ lại còn có ý khuynh đảo người, hại người và tâm tự khoe khoang hợm hỉnh, thì việc mình niệm Phật đó, việc mình làm đó, dù chẳng phải hoàn toàn không công đức, nhưng trong trăm ngàn vạn ức phần, mình chỉ thật sự đạt được một phần rưỡi thôi. Thế nhưng tội lỗi của ác niệm cũng lại chẳng ít. Bởi vậy người tu hành ai nấy phải khéo phát tâm, chứ chẳng riêng gì người niệm Phật. Phải biết rằng Phật Pháp vốn chẳng lìa thế gian. Tất cả những bạn trong liên xã ai nấy đều phải trọn vẹn bổn phận của mình, như cha hiền, con hiếu, anh rộng lượng, em cung kính, chồng sướng, vợ theo, chủ nhân từ, tớ trung thành, vân vân. Lại phải đừng làm các điều ác, dân làm các điều lành, kiên giết phóng sanh, chẳng ăn mặn uống rượu, ngăn điều tà, giữ lòng thành, khắc kỷ, giữ lễ, tự lợi, lợi tha. Lấy những việc như vậy làm trách nhiệm của mình, như thế thì nền tảng vững vàng ngay ngắn, đáng thọ pháp nhuận. Nếu có đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, ác sẽ giảng sinh thượng phẩm. Kẻ ngu trong đời phần nhiều thường không tu hành thật sự, chỉ mong được hư danh là tu hành chân thật. Vì thế bày ra đủ mọi cách tô son trét phấn, thành ra những trò trông giống như thật nhưng chỉ là giả, chỉ mong người khác khen ngợi mình. Tâm hạnh họ đã dơ bẩn quá đỗi, dù có tu trì cũng bị tâm ấy làm bẩn, quyết khó được lợi ích chân thật. Đấy gọi là háo danh ố thật, thích danh ghét thật, là điều đại kỵ bậc nhất cho việc tu hành. Nếu ai thực hiện những điều nên làm đã nói ở phần trước, không có những điều nên tránh như đã nói ở phần sau, người ấy là người hiền trong thế gian, là bậc khai sĩ trong Phật Pháp, dùng thân mình làm gương cho mọi người, từ trong nhà ra đến làng xóm, từ làng xóm đến thành ấp, cho đến toàn quốc và tới thiên hạ thì lễ nghĩa hưng thịnh, can qua vĩnh viễn ngưng dứt, từ thiện nảy nở, tai hại chẳng sinh, mới hồng thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc. Đã niệm Phật cầu sinh Tây Phương thì phải phát tâm từ bi, hành phương tiện sự, dứt tham sân si, tránh giết trộm dâm, tự lợi, lợi người mới hợp ý Phật. Nếu không tâm trái với Phật, cảm ứng đạo giao bị gián cách, chỉ gieo nhân đời sau, khó được quả hiện đời. Nếu chí thành niệm Phật, hạnh hợp tâm Phật, tâm khẩu tương ứng thì người như thế đến lúc lâm chung, A Di Đà Phật và các thánh chúng tất nhiên hiện đến tiếp dẫn giảng sinh Tây Phương. Một phen sinh về Tây Phương liền siêu phàm nhập thánh, liễu sinh thoát tử, vĩnh viễn lìa khỏi các khổ, chỉ hưởng các vui. Đấy là toàn cậy vào Phật lực, chẳng bàn đến công đức là cạn hay sâu, có hoặc hay không hoặc, chỉ đầy đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, quyết định dạng người chẳng sót một. Người học đạo an tâm lập hạnh, ác phải chất trực trung chánh, chẳng được có mảy may thiên lệch tự vị cong vẹo nào. Nếu có chút thiên lệch tự vị cong vẹo nào, sẽ giống như cái cân có máu cân chẳng chuẩn, cân các vật nặng nhẹ đều sai. Như tấm gương thể chất chẳng sạch, chiếu các vật đẹp xấu chẳng đúng, sai chỉ hào ly mất cả ngàn dặm, sai lầm lan truyền không sao dứt được. Vì thế kinh Lăng Nghiêm nói: thập phương Như Lai đồng một đạo, nên xuất ly sinh tử đều dùng trực tâm. Do tâm lẫn lời nói đều ngay thẳng như thế nào, cho đến địa vị chung thủy, trong khoảng thời gian ấy vĩnh viễn không có các tướng ủy khúc. Kinh Thư nói: nhân tâm nguy ách, đạo tâm tế nhị, rồng chuyên một mối, đừng chấp hai bên. Quán kinh: dùng hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳng giết, tu thập thiện nghiệp và thọ trì tam quy các giới cụ túc, chẳng phạm oai nghi, phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng kinh điển đại thừa để khuyến tấn hành giả, dùng đó làm chánh nhân cho tịnh nghiệp. Với 11 điều này chỉ có một điều dùng tín nguyện sâu xa hồi hướng giảng sinh thì đều được như nguyện.